Đàm Vĩnh Hưng nén đau cháy hết mình trong live show. Live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng, Diamond Show, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn 2 tiếng rưỡi, chương trình diễn ra trọn vẹn khiến ekip của anh thở phào. Đêm qua ngày 1 tháng 10 trong buổi tổng duyệt, nam ca sĩ ngã từ sân khấu, khiến thanh sắt đâm vào bắp chân trái phải khâu 6 mũi. Nhiều người đã lo lắng anh khó có thể giữ vững được phong độ cho live show như kế hoạch ban đầu. Trước show diễn, anh được bác sĩ chích thuốc tê để tạm quên cơn đau. Đến 30 phút trước khi kết thúc, Đàm Vĩnh Hưng nén đau bước lên sân khấu. Thành viên của ekip chia sẻ thuốc tê hết tác dụng nên nam ca sĩ gồng mình tiếp tục. Dù được mọi người gợi ý mời bác sĩ đến tiêm thêm thuốc, anh từ chối. Sau chương trình, Đàm Vĩnh Hưng lại phải đi khâu vết thương vì đường chỉ bị toạc ra sau nhiều bài nhảy. Diamond Show tiếp tục chứng tỏ sức hút của cái tên Đàm Vĩnh Hưng với khán giả. Khi anh bước ra sân khấu ở tiết mục đầu tiên, tiếng vỗ tay nồng nhiệt lập tức vang lên và trải dài suốt chương trình. Hơn 2.000 khán giả đến xem đêm diễn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan ruột của anh ở xa cũng tranh thủ bay vào Sài Gòn để ủng hộ ca sĩ, trong đó có Hoa hậu Kiều Khanh từ Mỹ. Đạo diễn Trần Vi Mỹ lý giải, Đàm Vĩnh Hưng luôn tìm tòi và không ngừng làm mới bản thân mình. Những gì anh ấy hát và thể hiện khắc họa rõ nét đam mê và nhiệt huyết cần có của một ca sĩ. Nam ca sĩ cũng nhiều lần khẳng định tiêu chí hoạt động âm nhạc của mình. Đã không làm thì thôi, khi làm phải khiến người khác choáng ngợp. Đúng với tiêu chí, Đàm Vĩnh Hưng đưa người xem bước vào một thế giới đầy màu sắc của vũ đạo và tình yêu. Anh hát 24 tiết mục và liên tục thay 22 trang phục khác nhau. Dù chân đau, anh diễn sung sức. Đây là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng ra sức tập nhảy như vậy. Anh luyện nhảy ngày đêm để có màn trình diễn đẹp mắt cùng hơn 130 vũ công chuyên nghiệp được chính anh tuyển chọn. Không chỉ tập trung cho chủ nhân của đêm nhạc, các tiết mục của khách mời cũng được đầu tư không kém với đại cảnh hoành tráng của muôn thú trong phần mở màn, hai ca khúc Baby One More Time của Thanh Thảo với dàn vũ công vài chục người trên sân khấu trong trang phục tiếp viên hàng không. Ở tiết mục Triệu Đóa Hồng, Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc diễn tả câu chuyện tình của chàng thi sĩ và nữ ca sĩ bên vườn hồng nở đẹp mắt. Trong tiết mục bài ca tình nhớ của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà, năm cây đèn laser tạo hiệu ứng ánh sáng bắt mắt khiến nhiều người phải trầm trồ. Sân khấu được thiết kế với bàn xoay tự động, mô hình viên kim cương khổng lồ, màn hình LED bao phủ gây hiệu ứng về thị giác. Chương trình không có MC, khán giả được dẫn dắt từ một không gian này sang không gian khác bởi kỹ thuật chuyển cảnh sân khấu nhờ hiệu ứng phông nền hay màn hình LED. Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ, bởi có những khoảng nghỉ giữa hai tiết mục, nhân vật chỉ được thay trang phục trong tích tắc vài giây, nhân viên phục vụ cũng phải hát và bắt kịp nhịp di chuyển của nhân vật chính. Trong thời buổi sân khấu ca nhạc trong nước khá khó khăn về mặt ý tưởng dàn dựng lẫn mức độ đầu tư, live show Đàm Vĩnh Hưng cho thấy một nỗ lực gây dấu ấn với người xem. Tuy thế, Đàm Vĩnh Hưng và ekip cho rằng họ không chủ định khẳng định thương hiệu hay danh tiếng, đơn thuần muốn truyền tải thông điệp. Chúng tôi không là ai cả, chỉ là người yêu cuồng nhiệt cái đẹp. Để có được live show suốt 6 tháng, Đàm Vĩnh Hưng cùng các cộng sự đồng nghiệp làm việc ngày đêm, nhưng công tác chuẩn bị gặp khá nhiều sự cố trước đêm diễn đầu tiên. Kho chứa đồ của nam ca sĩ bị ngập nước do cơn mưa lớn khiến đồ đạc và đạo cụ bị hư ướt một phần lớn. Nam ca sĩ phải tức tốc đặt làm lại để kịp live show chỉ còn vài ngày ra mắt. Ngoài ra, trong những ngày ráp nối đường dây chương trình, cả đạo diễn Trần Vi Mỹ lẫn Đàm Vĩnh Hưng đều gặp tai nạn ở sân khấu. Giọng ca của nam ca sĩ bị ảnh hưởng ít nhiều, có vài tiết mục anh hát không rõ lời. Theo chia sẻ của ekip trước đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng không ngủ được vì lo lắng, điều này khiến anh bị kiệt sức. Khán giả Minh Nhi đến từ quận 10 chia sẻ, tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp trước màu sắc rực rỡ của sân khấu và trang phục ca sĩ vũ công và những điệu nhảy bắt mắt. Một vài chỗ trong đêm nhạc hơi rời rạc nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể. Xem show tôi cảm nhận được sự tâm huyết, mức đầu tư lớn của Đàm Vĩnh Hưng.